chữa dứt điểm bệnh tiểu đường ngay tại nhà, không cần dùng thuốc tây, chỉ với vài củ tỏi, hiệu quả 100%. Tỏi không chỉ là loại gia vị rất quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình, mà còn được xem là một vị thuốc quý, chữa bệnh được dùng phổ biến trong dân gian và đông y. Mọi người thường biết đến tác dụng của giải cảm, chữa các bệnh về đường hô hấp của tỏi, mà ít ai biết rằng tỏi cũng có tác dụng tốt trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Tác giả Hà Sơn có viết trong cuốn Tỏi trị bách bệnh như sau: từ thời cổ đại Ai Cập, người ta đã biết dùng tỏi để làm thuốc sát trùng trong các loại bệnh hen suyễn, viêm phổi, nhiễm trùng đường ruột. Gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của nhiều bệnh lý nguy hiểm, tác dụng chống oxy hóa của tỏi được quan tâm rất nhiều. Tỏi không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, hạ thấp hàm lượng mỡ máu trong máu, giảm nguy cơ máu đông, mà còn có tác dụng kiểm soát tốt đường huyết. Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng một số hoạt chất có trong tỏi có tác dụng làm tăng sự phóng thích insulin tự do trong máu, tăng cường chuyển hóa gluco trong gan, từ đó giúp làm giảm lượng đường trong máu và trong nước tiểu. Ngoài ra, trong tỏi còn có hai thành phần quan trọng là polyphenol và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa rất tốt. Chính vì thế mà tỏi có khả năng phòng ngừa được rất nhiều biến chứng mà bệnh tiểu đường gây ra, đặc biệt là biến chứng về tim mạch, trong đó có xơ vữa động mạch. Việc dùng tỏi chữa bệnh tiểu đường không đơn thuần chỉ là bài thuốc dân gian được lưu truyền rộng rãi, mà còn được rất nhiều nghiên cứu minh chứng. Chính vì thế mà hiện nay có rất nhiều người bệnh đang sử dụng phương pháp chữa bệnh tiểu đường này. Tỏi có tác dụng tốt trong việc kiểm soát đường huyết cho những người đang sống chung với bệnh tiểu đường. Nhưng việc sử dụng tỏi như thế nào để đem lại hiệu quả tốt là điều không ít người bệnh thắc mắc. Việc ăn tỏi hay sử dụng tỏi trong việc chế biến món ăn cũng có tác dụng kiểm soát đường huyết nhất định. Tuy nhiên, cách ngâm rượu tỏi để chữa bệnh tiểu đường là cách được nhiều người bệnh kiểm nghiệm là có tác dụng tốt nhất. Để chữa bệnh tiểu đường bằng tỏi, người bệnh có thể tham khảo cách chế biến và sử dụng tỏi như sau. Người bệnh hãy chuẩn bị 200g củ tỏi khô, 500ml rượu nếp 50 độ và một hũ thủy tinh sạch. Sau đó, người bệnh hãy đem bóc vỏ thật sạch rồi thái nhỏ, cho vào hũ thủy tinh và đổ rượu nếp vào ngâm trong 10 ngày. Trong thời gian ngâm, nên thường xuyên lắc nhẹ hũ để tỏi ngấm đều vào rượu. Sau khoảng 10 ngày, khi rượu chuyển dần sang màu nghệ thì có thể sử dụng được. Để có được kết quả tốt, người bệnh nên sử dụng rượu tỏi mỗi ngày 2 lần, khoảng 20ml vào buổi sáng và buổi tối sau khi ăn. Ngoài ra, người bệnh có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước sôi để nguội cho dễ uống đều có tác dụng tương tự. Ngâm khoảng 200g tỏi như chúng tôi hướng dẫn ở trên, người bệnh có thể sử dụng trong 25 ngày. Để sử dụng liên tục không bị ngắt quãng, người bệnh nên ngâm một hũ rượu tỏi để gối đầu, vì phải ngâm tới 10 ngày thì rượu mới có thể sử dụng được. Với bài thuốc này, người bệnh hãy kiên trì thực hiện mỗi ngày, sau một thời gian ngắn sẽ thấy kết quả và bệnh tiểu đường sẽ được thuyên giảm rõ rệt và nhanh chóng. Rượu tỏi mặc dù có tác dụng tốt trong việc kiểm soát đường huyết và làm giảm những biến chứng mà bệnh tiểu đường gây ra, nhưng khi sử dụng, người bệnh cũng cần hết sức lưu ý một số điều như sau. 1. Phải sử dụng đúng liều lượng thì mới đem lại kết quả tốt. Mỗi ngày chỉ nên uống 20ml rượu tỏi. Nếu uống quá liều, không chỉ không đem lại hiệu quả tốt, mà còn có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bệnh. Cần kiên trì sử dụng đều đặn mới đem lại kết quả khả quan cho người bệnh. Bạn cũng nên phối hợp với chế độ ăn uống và rèn luyện khoa học để đem lại hiệu quả tốt trong quá trình dùng rượu tỏi để chữa bệnh tiểu đường. 3. Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và tình trạng bệnh mà tác dụng của rượu tỏi là khác nhau. Nếu sử dụng khoảng vài tuần, nếu không thấy kết quả khả quan thì bạn không nên sử dụng nữa. Nên thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu để kiểm soát tình trạng bệnh được tốt hơn, cũng như biết được rượu tỏi có tác dụng tốt hay không quý vị nhé. 9 loại bệnh được chữa khỏi nếu dùng rượu tỏi thường xuyên, ai cũng nên thử. 1. Rượu tỏi có thể chữa được bệnh viêm khớp. Căn bệnh thứ 2 mà chúng tôi muốn kể cho bạn đọc biết đến chính là bệnh viêm khớp.
với việc bạn xoa bóp xương khớp bằng rượu tỏi thì hiệu quả trong việc giảm đau và điều trị bệnh rất hiệu quả. Nói đến tác dụng này của rượu tỏi, các bạn hãy yên tâm nhé, bởi khoa học đã chứng minh rằng trong tỏi có chất oxy hóa, có tác dụng hiệu quả để điều trị những cơn đau do bị viêm khớp. Ngoài ra, với thành phần selen có trong tỏi cũng giúp ngăn chặn lại những phản ứng viêm cho cơ thể. Theo đó, rượu tỏi có tác dụng điều trị bệnh viêm khớp nhẹ nhàng, giúp làm giảm các cơn đau, mỏi nhức rất công hiệu mà bạn không cần phải sử dụng thêm bất cứ biện pháp nào khác. 2. Bệnh hô hấp. Rượu tỏi đơn giản cũng chỉ là đem tỏi ngâm cùng với rượu trắng trong một thời gian nhất định thì bắt đầu đem ra sử dụng được. Với rượu tỏi, bạn có thể uống với rượu bình thường và tác dụng của nó với đường hô hấp vô cùng ngạc nhiên. Rượu tỏi là một sản phẩm đặc biệt hữu ích với bệnh hô hấp, khi mà với tính nóng của bình rượu tỏi có thể chữa được bệnh viêm họng cực tốt, bởi trong tỏi có tính sát trùng nên có thể làm sạch cổ họng, cũng giúp giảm đờm, giúp bạn không cần phải sử dụng đến thuốc tây nếu không may bị viêm họng. Ngoài ra cũng có rất nhiều người còn uống rượu tỏi để chữa bệnh viêm xoang, viêm họng. Với đặc tính của mình thì công hiệu của rượu tỏi với các bạn trên cũng giống như với viêm họng. 3. Rượu tỏi giúp hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Trong rượu tỏi có chứa axit amin, chất này có thể lên men tự nhiên nên nó có khả năng giúp tăng cường khả năng trao đổi chất và hỗ trợ vào quá trình tiêu hóa được diễn ra tốt hơn. Theo đó, với những ai thường xuyên có biểu hiện bị ợ chua hay bị đầy hơi khi ăn uống và khó tiêu hay bị viêm loét dạ dày thì hãy uống rượu tỏi thường xuyên để cảm nhận được hết lợi ích của nó. 4. Rượu tỏi giúp bảo vệ tim mạch. Nhờ vào các dưỡng chất có trong tỏi với rượu thì rượu tỏi là một sự kết hợp quá hoàn hảo để điều chỉnh được huyết áp ở mức bình thường cũng như ngăn ngừa xơ vữa ở động mạch hiệu quả hơn. Trong tỏi có một số hợp chất như phytoncid cùng với hoạt tính màu vàng chính là khả năng để đánh tan đi chất béo, giúp giảm đi tình trạng máu bị nhiễm mỡ. Ngoài ra, tỏi còn có thể giúp cho những người mắc bệnh hở van tim có thể hỗ trợ việc điều trị hiệu quả hơn. 5. Ngừa ung thư. Rượu tỏi chống oxy hóa mạnh, trung hòa các gốc tự do là những chất làm hư hại tế bào, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u ác tính. Trong tỏi chứa nhiều germanium, hiện tại các nhà khoa học đang nghiên cứu đây là một tác nhân hóa trị liệu chống ung thư. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của các bệnh nhân ung thư. 6. Làm giảm mỡ máu. Rượu tỏi làm giảm mỡ máu bằng cách giảm sự hấp thu cholesterol xấu qua niêm mạc ruột và tăng sự đào thải cholesterol, giảm lượng cholesterol máu và lượng cholesterol bám trên thành mạch máu, có hiệu quả trong việc ngăn chặn cao huyết áp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. 7. Rượu tỏi chữa viêm xoang. Những người bị viêm xoang nên sử dụng rượu tỏi để chữa bệnh. Rượu tỏi vừa giúp kháng các yếu tố gây ra bệnh, chống viêm, vừa có thể làm giảm được các triệu chứng của viêm xoang như niêm mạc sưng to, nguyên nhân gây ra tình trạng ít tắc xoang, gây ứ đọng dịch mủ, khó thở, đau nhức. Cách chữa viêm xoang bằng rượu tỏi. Hằng ngày, bạn dùng một chiếc tăm bông chấm rượu tỏi, sau đó cho vào hốc mũi rồi xì nhẹ nhằm làm cho dịch xoang chảy ra. Bạn sẽ cảm thấy hốc mũi trở nên dễ chịu và thông thoáng hơn. Kết hợp với việc trên, bạn hãy uống rượu tỏi giúp hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả hơn. Hãy uống ngày 2 lần, mỗi lần một thìa rượu tỏi vào lúc trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. 8. Rượu tỏi chữa huyết áp cao. Những người bị huyết áp cao nên dùng rượu tỏi để uống ngày 2 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 giọt. Sau khi sử dụng được 2 đến 3 tuần, cần theo dõi tình trạng bệnh và giảm dần lượng rượu xuống. Lưu ý, một số trường hợp người bị cao huyết áp sử dụng rượu tỏi có xu hướng giảm xuống, nhưng sau một thời gian lại cao lên như cũ. Vì vậy, nếu sử dụng rượu tỏi lâu dài, cần phải có cách gia giảm liều lượng, cũng như theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ. 9. Rượu tỏi chữa đau dạ dày. Những người thường gặp các triệu chứng như khó tiêu, đầy hơi, ợ chua, viêm loét dạ dày, thì uống rượu tỏi để làm giảm tình trạng trên. Rượu tỏi còn giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh vì chúng chứa nhiều axit amin lên men tự nhiên, giúp tăng cường trao đổi chất,
hỗ trợ tiêu hóa,